Những năm gần đây trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, hạn hán xảy ra thường xuyên, mùa mưa lại kết thúc sớm từ đầu tháng 11, khiến cho người dân lao đao vì thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đi bộ cách nhà cả chục cây số để tìm nguồn nước suối. Nhưng suối cũng đang cạn dần. Hay cả xóm dùng chung một bình chứa nước là chuyện phổ biến ở các xã miền núi tại Bình Thuận. Theo kế hoạch chương trình mở rộng nước sạch nông thôn, năm nay Bình Thuận sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 công trình cấp nước, nâng cấp, cải thiện nhiều công trình cấp nước cho gần 2.600 hộ. Nhưng chỉ như muối bỏ bể, khi cả tỉnh có tới 25.500 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Tất nhiên là khô nước hết á, không có cái giếng nào mà còn một giọt nước nào hết. Khô là khô, không còn một giọt luôn. Cho nên từ hôm đến giờ là không có nước xài. Thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đã phải đối mặt với nhiều đợt nắng nóng gay gắt, lượng mưa thấp nên đã làm mực nước hầu hết các hồ chứa và sông chính trên địa bàn cạn dần. Nơi có nguồn nước giếng khoan thì nhiễm phèn quá nặng, chẳng thể dùng cho ăn uống. Xin chính quyền địa phương cho dân ở cái khu vực xã Thuận Hòa này được coi như có cái nguồn nước sạch để sử dụng, nước sinh hoạt để sử dụng. Trước mắt là hợp vệ sinh. Thứ hai nữa là khỏi cái đau bệnh, các em rồi đi học rồi khỏi đau bệnh rồi. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận cho biết, 8 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, 22 thôn xen ghép đồng bào dân tộc thiểu số và 3 xã hải đảo là những nơi rất khó khăn để cung cấp nguồn nước cho bà con. Vì địa hình chia cắt, nguồn nước cạn kiệt, như tại xã miền núi Thuận Hòa này, người dân phải mua nước sinh hoạt với giá cao. Có một số hộ dân là họ phải mua nước sinh hoạt để dùng cho ăn uống. Cụ thể là hiện nay toàn xã thì nó có khoảng 1/4 dân số là phải mua nước vào mùa khô. Đề xuất trên là có một cái giải pháp nào đó để rồi đưa được cái nguồn nước sạch về cho nhân dân ở đây thôi sử dụng thôi. Vừa nó phục vụ cho cái sinh hoạt hàng ngày cũng như về cái vấn đề sản xuất nông nghiệp tại ở nơi đây là cái vùng nông nghiệp. Tỉnh Bình Thuận đã bố trí 36 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để mở rộng hệ thống nước sạch tại một số điểm nóng về thiếu nước sinh hoạt. Nhưng nếu không đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thì người dân vẫn khát nước sinh hoạt khi mùa hạn lại đang bắt đầu.